Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chuẩn, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, biết được thiên cơ, đến thời đổi vận, đúng tháng 6 âm lịch 2024, làm đâu chúng đó, tiền về như thác lũ, giàu có cũng là lẽ đương nhiên. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống chúng ta không ngừng tìm kiếm những lời giải đáp về số phận và tương lai. Đặc biệt với những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, thường mang trong mình sự tò mò về vận mệnh, những cơ hội và thách thức đang chờ đón. Với trái tim nhân hậu và tâm hồn sâu sắc, người tuổi Ất Mão không chỉ được trời Phật ưu ái, mà còn được dự báo có một hậu vận cực kỳ thịnh vượng. Đặc biệt trong tháng 6 âm lịch 2024, hứa hẹn mang đến cho họ những dấu ấn đặc biệt, mở ra những cánh cửa mới dẫn đến sự giàu sang, thành công và an nhàn. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí mật ẩn giấu trong tử vi tháng 6 âm lịch này để hiểu rõ hơn về các phương diện công danh sự nghiệp, tài lộc, tình cảm gia đạo và sức khỏe của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Mỗi lời dự báo, mỗi lời khuyên không chỉ là những thông tin hữu ích, mà còn là nguồn cảm hứng, động viên giúp con giáp này tận dụng tối đa những cơ hội may mắn và vượt qua những thách thức, khó khăn. Người tuổi Ất Mão thường được biết đến với sự thông minh, nhạy bén và lòng trắc ẩn. Họ biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh và luôn nỗ lực để mang lại sự hài hòa trong cuộc sống. Điều này không chỉ giúp họ có một cuộc sống gia đình ấm áp, hạnh phúc, mà còn giúp họ xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng và tràn đầy hoa hồng. Những người tuổi Ất Mão cũng phải đối mặt với không ít thử thách và khó khăn. Nhưng chính trong những thời khắc gian nan ấy, họ mới phát huy hết được sự kiên cường, bền bỉ và trí tuệ của mình. Đó là lý do vì sao người tuổi Ất Mão dù phải trải qua bao thăng trầm, cuối cùng vẫn đạt được những thành công rực rỡ, tiền tài đầy ắp và hậu vận cực kỳ giàu sang. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi bước vào thế giới tử vi đầy huyền bí để nghe rõ mệnh trời, hiểu rõ những gì đang chờ đón người tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch này. Với những lời khuyên từ tử vi, bản mệnh sẽ biết cách tận dụng mọi cơ hội, tránh xa vận hạn và sống một cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc. Bởi lẽ hiểu rõ mệnh trời không chỉ giúp bạn vững vàng trước mọi biến động, mà còn giúp bạn tự tin bước đi trên con đường của chính mình, đạt được những điều mà bạn hằng mong ước. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, tuổi Ất Mão là con mèo, con giáp đứng thứ tư trong tất cả 12 con giáp. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thuộc mệnh thủy, xét theo nạp âm là mệnh đại khê thủy, tức nước từ dòng suối lớn. Tuổi Ất Mão là đối tượng khó luận giải, khó viết bài, khó dự đoán, khó nắm bắt hay giản đơn lại là khó hiểu. Con mèo này có tình, có nghĩa, có tài, có trí, có tư duy, cũng như có mắt nhìn thời cuộc. Nhưng vì cái tư duy lửng thửng, những lựa chọn mang tính mỹ hảo, những quyết định thuận diệu cảm xúc nhất thời, khiến cho bao thứ đáng được hưởng lại chỉ là tiềm năng, cũng làm cho cuộc đời lắm nẻo vần xoay, cầm trong tay rồi lại tuột mất, tưởng chạm đích mà hóa ra đích lại mới là vạch xuất phát. Đã 50 tuổi đời vẫn còn lãng đãng, mịt màng, lắm lúc nhìn xung quanh vẫn còn bần thần tự hỏi, mỗi một lựa chọn ta đưa ra trong cuộc đời sẽ tương tự như một mầm cây. Có những hạt mầm là đại thụ cao to lớn dài mạnh mãi, lại có những hạt mầm như cỏ dại tàn phá khiến đất đai cằn cỗi, bạc màu, mỗi một sự lựa chọn dù đúng, dù sai, dù cười, dù khóc, cũng sẽ có thời điểm ta phải xử lý, phải đối diện, cây mạnh thì tiếp tục vun trồng nâng niu, mà cỏ dại thì phải đưa tay nhổ bỏ. Nửa đầu năm 2024 là thời gian của sự tàn phá đối với Ất Mão, nửa đầu năm của những mất mát, của những vỡ òa, của nước mắt và vô vàn sự suy tư.
Năm của nụ cười ẩn sâu những niềm đau thẫn thờ vì không ngờ bàng hoàng không thể xử lý. Nửa đầu 2024 là cái thời gian mà mệnh số như cái liềm gạt của trời xanh dí vào tay Ất Mão, bắt chặt cắt những cỏ dại đang tàn phá cuộc đời. Nên nếu bạn đã mất xin hãy cười, nếu bạn đã bỏ đi đường cũ xin đừng nản chí, nếu bạn đã chán cái cảnh xung quanh, xin hoan hỉ mà bước chân sang cảnh mới. Vẫn biết tổn thương như sẹo chẳng thể liền ngay, nhưng chúng ta còn cuộc đời dài để sống, còn nhiều việc để làm, vẫn luôn còn trăng để ngắm, còn trời để gánh, còn lắm thứ Ất Mão cần tập trung ở lúc hiện giờ. Vì một chu kỳ mới của Ất Mão đã được mở ra, năm 2023 là sự đóng lại của chu kỳ cũ, năm 2024 là sự mở ra của chu kỳ mới, một chu kỳ kéo dài 8 năm. Trong đó thời vận đạt đỉnh 1 là ở 2027, đạt đỉnh 2 là ở 2031, khép lại chu kỳ ở 2033. Chắc bạn sẽ không lại muốn một năm 2033 nhiều nuối tiếc như 2023 vừa rồi chứ. Vậy xin bạn tập trung cho mèo trong tâm hóa hình thành hổ, mong bạn yên tâm để con hổ ý bắt đầu gầm phải vạch ra cái cõi thiên hạ bao la của chính mình. Đừng ngại mất lòng người khác khi bạn học cách ưu tiên bản thân, đừng cố sống vẹn toàn cho tròn những kỳ vọng người ngoài đặt lên bạn. Công dung ngôn hạnh, trí dũng lễ nghĩa là những thứ xa xỉ phẩm của nhân loại, bạn không nhất thiết phải đáp ứng, nhiều khi ăn món mà bạn thích, làm điều mà bạn vui, ích kỷ một tí cũng chẳng có gì là sai cả, rồi sau đấy tự tin vào chính mình, mạnh dạn mà tiến bước, chăm chỉ nhiều hơn, cười với sự cô độc nhiều hơn, thấu hiểu tư duy, suy nghĩ, trình độ của mình nhiều hơn, sau đó bước một chân rón rén ra khỏi cái vòng quen thuộc, nhìn trái nhìn phải, khi thấy ổn thì nhảy hai chân ra ngoài, cả một bầu trời rộng lớn đang đợi bạn, chỉ cần bạn mạnh dạn, quyết đoán mà thôi. Những người bạn tin yêu nhất sẽ làm bạn tổn thương nhiều nhất và kể cả trong thời khắc tăm tối nhất. Mọi thứ trên đời này sẽ không ngừng vận hành để vỗ về bạn đâu, nên hãy tự mạnh mẽ, tự kiên cường, tự nhận thức, tự an ủi bản thân và ngừng ban phát lòng nhân ái của mình cho những người không xứng đáng Ất Mão nhé. Chờ bản mệnh đến tháng 6 âm lịch để có một định hướng cho chu kỳ mới đang dần hiện hình. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu, sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, tháng 6 âm lịch 2024 hứa hẹn mang lại nhiều điều tốt đẹp cho người tuổi Ất Mão. Dưới sự ưu ái của Phật trời, bạn sẽ thấy mình được che chở và dẫn dắt qua những giai đoạn quan trọng của cuộc sống. Tháng này bản mệnh có thể gặp nhiều may mắn và cơ hội đến từ nhiều phía. Những dấu hiệu tích cực trong công việc và tài lộc sẽ mang lại niềm vui và động lực cho bạn tiếp tục cố gắng. Đặc biệt trong tháng này bạn sẽ nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ trong các mối quan hệ cá nhân. Sự chân thành và khả năng giao tiếp của bạn sẽ giúp bạn tạo dựng những mối quan hệ bền vững. Không chỉ trong công việc mà còn trong đời sống cá nhân, đây cũng là thời điểm tốt để bạn học hỏi và khám phá những kiến thức mới, mở rộng tầm nhìn và tăng cường năng lực của mình. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, những thử thách nhỏ và áp lực từ công việc có thể làm bạn mệt mỏi, nhưng với lòng kiên trì và sự nhẫn nại, bạn sẽ vượt qua tất cả và gặt hái được những thành quả xứng đáng. Điều quan trọng là bạn cần biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống để không bị căng thẳng và mệt mỏi. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 6 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Ất Mão có nhiều điểm sáng, những nỗ lực và sự kiên trì trong công việc của bạn cuối cùng cũng được đền đáp. Có khả năng bạn sẽ nhận được những dự án quan trọng hoặc cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn phát huy tối đa khả năng sáng tạo và lãnh đạo, từ đó khẳng định vị thế của mình trong công việc. Bạn sẽ cảm nhận rõ ràng sự ủng hộ, đánh giá cao từ đồng nghiệp và cấp trên. Điều này không chỉ mang lại cho bạn sự tự tin mà còn thúc đẩy bạn nỗ lực hơn nữa. Những kế hoạch và dự định mà bạn đã ấp ủ bấy lâu có thể bắt đầu được triển khai và mang lại kết quả khả quan. Đây cũng là thời gian lý tưởng để bạn mở rộng mạng lưới quan hệ, tạo dựng những mối liên kết quan trọng, giúp ích cho sự nghiệp sau này. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với áp lực công việc và đừng để bản thân bị cuốn vào những tham vọng quá lớn. Biết cách lựa chọn mục tiêu hợp lý và giữ tinh thần tỉnh táo sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả cao nhất,
Đừng quên chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình, tránh để stress ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Hãy dành thời gian thư giãn và tái tạo năng lượng để luôn duy trì sự sáng suốt và tinh thần lạc quan. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 6 âm lịch. Tài lộc của người tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch này vô cùng rực rỡ, nhờ vào sự chăm chỉ và khả năng quản lý tài chính khéo léo. Bạn sẽ thấy mình có được những nguồn thu nhập đáng kể. Đây là thời gian lý tưởng để bạn đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng, từ đó gia tăng nguồn tài chính. Công việc kinh doanh nếu có sẽ diễn ra suôn sẻ và mang lại lợi nhuận đáng kể, những khoản đầu tư trước đây cũng có thể bắt đầu sinh lời, đem lại cho bạn cảm giác an tâm và hài lòng. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, việc quản lý tài chính cần sự thận trọng và sáng suốt, tránh xa những rủi ro không đáng có và lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, sẽ giúp bạn duy trì nguồn tài chính ổn định và bền vững trong tháng này. Bạn cũng nên để ý đến các cơ hội kiếm tiền từ những nguồn khác nhau, chẳng hạn như việc hợp tác kinh doanh, làm thêm hay đầu tư vào các lĩnh vực mới. Tuy nhiên, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, đảm bảo rằng mọi khoản đầu tư đều được tính toán cẩn thận và không mang lại rủi ro quá lớn. Xét về phương diện tình cảm gia đình của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 6 âm lịch. Chuyện tình cảm gia đình của người tuổi Ất Mão trong tháng này sẽ rất hài hòa và ấm áp. Những xung đột nhỏ trong quá khứ sẽ được giải quyết, mang lại không khí hòa thuận, yêu thương. Đối với những người đã có gia đình, đây là thời gian tuyệt vời để bạn thể hiện sự quan tâm và chăm sóc cho người thân yêu. Gia đình là nguồn động viên lớn nhất giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Những buổi họp mặt gia đình, những cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp bạn và người thân hiểu nhau hơn, gắn kết tình cảm gia đình thêm bền chặt. Bạn nên dành thời gian cho gia đình, cùng nhau chia sẻ niềm vui và những khó khăn, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Nếu bạn còn độc thân, tháng này có thể mang đến những cơ hội gặp gỡ thú vị, mở ra những mối quan hệ tiềm năng, hãy cởi mở và đón nhận tình cảm từ mọi người xung quanh. Đừng ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình, bởi đây có thể là thời điểm tuyệt vời để bạn tìm thấy một nửa yêu thương. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 6 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch này nhìn chung là ổn định. Tuy nhiên đừng vì quá bận rộn với công việc mà bỏ quên việc chăm sóc bản thân. Hãy đảm bảo bạn có chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện thể thao đều đặn và dành thời gian để thư giãn. Đặc biệt hãy chú ý đến giấc ngủ, vì một giấc ngủ ngon là nền tảng quan trọng cho sức khỏe toàn diện. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian tham gia các hoạt động giải trí và thư giãn, giúp giảm căng thẳng và cải thiện tinh thần. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc căng thẳng, hãy tìm cách giải tỏa bằng những hoạt động yêu thích như đọc sách, nghe nhạc hoặc tham gia các lớp học yoga, thiền định. Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt và tinh thần lạc quan. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận dành cho người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết tháng 6 âm lịch, vận trình tài chính duy trì ở mức ổn định, thu chi cân đối, có khoản để tích lũy, dự phòng trường hợp cấp bách cần dùng đến. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thìn và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Tý. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu xanh lục. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xem tử vi từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch cho thấy, đầu tháng công việc của người tuổi Ất Mão có dấu hiệu tiến triển tích cực. Bản mệnh có thể nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên, tạo điều kiện thuận lợi để bạn triển khai các kế hoạch. Tuy nhiên cần chú ý đến việc quản lý thời gian để tránh tình trạng quá tải. Tài chính trong tuần này khá ổn định, bạn có thể nhận được một khoản thu nhập thêm từ công việc phụ hoặc các dự án đã hoàn thành. Hãy cân nhắc chi tiêu hợp lý và tránh đầu tư mạo hiểm. Trong tuần, mối quan hệ gia đình êm ấm, hòa thuận, đây là thời điểm lý tưởng để tổ chức các buổi gặp mặt, cùng nhau chia sẻ niềm vui và giải quyết các vấn đề tồn đọng. Sức khỏe trong tuần này ổn định, nhưng cần chú ý đến chế độ ăn uống và giấc ngủ, tránh làm việc quá sức và dành thời gian thư giãn để tinh thần được thoải mái. Tử vi tuần 2 tháng âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xem tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 6 âm lịch cho thấy, công việc tiếp tục tiến triển thuận lợi. Bạn có thể nhận được những lời khen ngợi và sự công nhận từ cấp trên, tuy nhiên,
cũng cần cẩn trọng với những người xung quanh để tránh xung đột và hiểu lầm. Tài chính trong tuần này có dấu hiệu khởi sắc. Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư, đây có thể là thời điểm tốt để thực hiện. Tuy nhiên, hãy đảm bảo bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Trong tuần mới, tình cảm gia đình vẫn giữ được sự ấm áp, nhưng vẫn có thể xảy ra một vài hiểu lầm nhỏ. Hãy kiên nhẫn và lắng nghe để giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Sức khỏe của người tuổi Ất Mão trong tuần không có biến động lớn, nhưng cần chú ý đến việc vận động, thường xuyên tập thể dục và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh để giữ gìn sức khỏe. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xem tử vi từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 âm lịch nhận thấy, đây có thể là tuần đầy thách thức, nhưng cũng là cơ hội để bạn khẳng định năng lực. Hãy kiên định với mục tiêu và không ngại thử thách, sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tài chính có thể gặp chút khó khăn trong tuần, do các khoản chi tiêu phát sinh, bản mệnh cần quản lý tài chính chặt chẽ hơn và tránh xa các khoản đầu tư không chắc chắn. Về chuyện tình cảm trong tuần, quan hệ gia đình có thể gặp chút căng thẳng, nhưng sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nếu bạn dành thời gian và sự quan tâm đúng mức, hãy thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm để mọi người cảm thấy được sự đồng hành và chia sẻ. Sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thực hiện các hoạt động thư giãn như yoga, thiền để giảm căng thẳng. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xem tử vi từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 6 âm lịch cho thấy, công việc trong tuần cuối tháng có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Những nỗ lực trước đây của bạn bắt đầu mang lại kết quả tích cực. Đây là thời điểm tốt để bạn đề xuất những ý tưởng mới hoặc mở rộng phạm vi công việc. Tài chính có sự cải thiện đáng kể trong tuần này, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thu nhập bất ngờ. Hãy sử dụng số tiền này một cách khôn ngoan, có thể trích một phần để đầu tư hoặc tiết kiệm. Chuyện tình cảm gia đình trong tuần, mối quan hệ gia đình trở nên tốt đẹp hơn, những hiểu lầm trước đây được giải quyết, mang lại bầu không khí hòa thuận và vui vẻ. Đây sẽ là thời điểm lý tưởng để bạn và gia đình cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này cũng được cải thiện đáng kể, tinh thần phấn chấn, hãy duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và thường xuyên kiểm tra sức khỏe để đảm bảo cơ thể luôn trong tình trạng tốt nhất. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Thuyền buồm phong thủy. Thuyền buồm phong thủy là biểu tượng mang trong mình biểu tượng về hành trình khám phá và cơ hội mới. Đối với người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, thuyền buồm có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng sự phát triển, thăng tiến và mở rộng cơ hội trong cuộc sống. Thuyền buồm là biểu tượng cho sự tự do và khao khát khám phá. Đối với những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nó có thể thúc đẩy khao khát học hỏi, giúp họ tiếp tục mở rộng tầm nhìn và tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển. Thuyền buồm phong thủy cũng có khả năng tạo ra sự cân bằng năng lượng trong môi trường xung quanh bằng cách đặt nó ở những nơi quan trọng trong ngôi nhà hoặc nơi làm việc. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 có thể tận dụng khả năng hấp dẫn để thu hút những cơ hội thú vị và may rủi trong cuộc sống. Cá rồng phong thủy. Cá rồng phong thủy mạ vàng là vật phẩm phong thủy nhỏ gọn để trưng bày trên bàn làm việc hay trong ô tô, nhằm mang đến sự may mắn và tài lộc trong công việc thì nhanh chóng được thăng tiến hoặc củng cố vị trí, quyền lực của chủ nhân. Tượng mèo phong thủy mạ vàng. Mèo là linh vật của gia chủ tuổi Ất Mão, là linh vật đại diện cho cát tường, may mắn trong quan niệm dân gian lẫn phong thủy. Do đó, tượng mèo phong thủy là vật phẩm phong thủy phù hợp với gia chủ tuổi Ất Mão và các tuổi hợp với tuổi Mão. Tượng mèo phong thủy mạ vàng với điểm xuyến là một chú cá dưới chân mèo, mang hình ảnh tượng trưng cho sự no đủ, sung túc với nụ cười viên mãn. Tượng heo phong thủy mạ vàng. Như đã đề cập, tượng phong thủy 12 con giáp phù hợp nhất vẫn là ưu tiên hơn cho bộ con giáp tam hợp với quan hệ tương sinh hỗ trợ. Các con giáp tam hợp sẽ giúp cho chủ nhân phát huy những thế mạnh của con giáp bản mệnh, đồng thời bổ sung thêm nguồn năng lượng khác của hai con giáp còn lại. Tượng dê phong thủy mạ vàng. Linh vật dê được xem là đại diện cho tính cách thuần hậu, nhưng cũng không kém phần thông minh, lanh lợi,
là con giáp trong bộ tam hợp với gia chủ tuổi Ất Mão, nên thỉnh tượng dê bài trí trong nhà, gia chủ sẽ gặp may mắn, bình an. Đối với tuổi Ất Mão mệnh thủy, sẽ hợp với các màu sắc như màu trắng, màu ghi, màu xanh dương, màu đen. Vì vậy các bức tranh phù hợp sẽ là tranh thuận buồm xuôi gió, tranh hoa sen, tranh phong lan, vân vân. Tranh thuận buồm xuôi gió trong phong thủy. Bức tranh thuận buồm xuôi gió sẽ khiến cho công việc làm ăn, buôn bán của gia chủ ngày càng phát triển và tăng tiến. Bức tranh giúp mang lại sự may mắn, thuận lợi trong công việc, cấu trúc những điều cát tường, bình an cho cuộc sống của người tuổi Ất Mão. Tranh hoa súng mạ vàng. Hoa súng là loài hoa hợp với người tuổi Ất Mão, với gia chủ tuổi Ất Mão mệnh thủy thì nên chọn tranh hoa súng mạ vàng mệnh kim, sẽ đem tới những tác dụng phong thủy may mắn, bình an. Ngoài chất liệu vàng mang mệnh kim tương sinh với mệnh thủy, thì hoa súng là loài hoa sống dưới nước mang mệnh thủy, lại càng có giá trị ý nghĩa phong thủy cho gia chủ tuổi Ất Mão. Tranh hoa sen mạ vàng. Tranh hoa sen là một loài hoa đặc biệt, nó hàm mang một ý nghĩa, một vẻ đẹp vô cùng thanh tao, tinh khiết. Người tuổi Ất Mão khi bài trí tranh hoa sen trong nhà sẽ giúp họ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đồng thời sẽ tạo nên nguồn năng lượng tốt. Tranh cá mạ vàng trong phong thủy và văn hóa phương Đông. Cá biểu tượng cho nguồn nước, sự no đủ và sinh sôi nảy nở, nên hình tượng cá chép đôi, cá vàng bơi lội tung tăng là bức tranh phong thủy được nhiều người lựa chọn. Đặc biệt với gia chủ tuổi Ất Mão mệnh thủy thì tranh cá mạ vàng lại càng phù hợp và là bức tranh treo tường đẳng cấp, sang trọng. Tranh cá rồng phong thủy mạ vàng. Đặc biệt, cá rồng là biểu tượng cho thần rồng, nên mẫu tranh cá rồng phong thủy mạ vàng với tính năng phong thủy vượt trội, nên đây là xu hướng lựa chọn. Rất nhiều khách hàng người tuổi Ất Mão nếu đang hoạt động kinh doanh thì nên mua tranh cá rồng để bổ trợ tối đa trong phong thủy, giúp cho công việc của bạn ngày càng triển nở. Quý khán giả thân mến, dù là người rộng lượng đến đâu, dù có cố gắng đến thế nào, thì vẫn có một số người và việc khiến ta buộc phải nổi nóng. Điều quan trọng nhất khi ấy là ta phải học được cách kiềm chế bản thân, đừng chỉ nghĩ đến việc người kia đáng ghét ra sao. Đừng cố bới móc sai lầm của họ để ta được hả dạ. Hãy tự hỏi tại sao ta lại sinh ra cảm xúc tiêu cực đến vậy về họ. Bạn có biết rằng trong rất nhiều trường hợp, những khuyết điểm mà ta không thích, không muốn đối mặt nhất của bản thân lại trùng hợp xuất hiện trên người mà chúng ta ghét. Hay nói cách khác, ta ghét họ vì họ đang mang những khuyết điểm của chính chúng ta, chỉ có điều ta không chịu thừa nhận mà thôi. Lắng nghe lời Phật dạy về an nhiên, giúp bạn mạnh mẽ trước mọi sóng gió, đừng luôn đổ lỗi cho ngoại cảnh, cũng đừng nghi ngờ bản thân. Chỉ cần mang tâm thái bình thản, ta sẽ nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp trong thế giới này, đối mặt với cuộc sống không ngừng đổi thay. Điều chúng ta có thể làm chính là cảm thông, chấp nhận sống chung, yên lặng và nỗ lực tối đa, làm tốt mọi việc của mình. Sống với thái độ tích cực, cảm hóa cuộc đời, chúng ta không thể cứ luôn nhớ mãi về quá khứ, lại đồng thời dõi mắt nhìn về tương lai. Lời Phật dạy về cách đối mặt với cuộc sống rằng là khi ngồi yên, nghĩ về lỗi lầm của bản thân, khi nói chuyện, đừng nói về lỗi lầm của người khác. Muốn thế giới tốt đẹp và lý tưởng như ta mong muốn, trước hết phải bắt đầu từ thái độ sống của chính ta. Vâng, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.